Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump đổ lỗi cho Tổng thống Biden và bà Harris về việc mình bị ám sát. Ukraine lên tiếng khẳng định không liên quan nghi phạm ám sát ông Trump. Ukraine dùng UAV dòng lửa tấn công nhiều khu vực của Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức Fox News ngày 16 tháng 9, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng các phát ngôn của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris là nguyên nhân ông bị ám sát hôm Chủ nhật vừa qua. Theo ông Trump, các phát ngôn của Tổng thống và Phó Tổng thống coi ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ, cùng với các vụ kiện chống lại ông đã kích động một số cảnh nguy hiểm như những tay súng tìm cách ám sát ông. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên Fox News rằng hắn tin vào lời lẽ hùng biện của ông Biden và bà Harris và đã hành động theo. Chính phát ngôn của họ đã khiến tôi bị bắn. Phản ứng về phát ngôn trên của ông Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 9 đã nhắc lại lập trường phản đối bạo lực chính trị. Phát biểu tại thành phố Philadelphia, Tổng thống Biden nêu rõ, tôi luôn lên án bạo lực chính trị, tôi sẽ luôn làm như vậy. Đồng thời, Tổng thống Biden cho rằng cử tri Mỹ giải quyết những bất đồng một cách hòa bình tại hòm phiếu, chứ không phải ở họng súng. Liên quan đến vụ việc, cùng ngày 16 tháng 9, nghi phạm mưu sát ông Trump, Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã phải hầu tòa với cáo buộc sở hữu súng bị xóa số series với mục đích gây án. Nghi phạm nhiều khả năng sẽ đối mặt thêm các cáo buộc nghiêm trọng hơn trong quá trình cảnh sát tiếp tục điều tra và các công tố viên xúc tiến việc truy tố. Trước đó cùng ngày, đội ngũ tranh cử của ông Trump cho biết nhiều phát súng đã được bắn về phía ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa khi ông đang chơi golf tại sân của mình ở West Palm Beach, bang Florida. Song may mắn ông vẫn an toàn. Nghi phạm Ryan Wesley Routh sau đó đã bị bắt giữ. Ngày 15 tháng 9, một nghi can đã bắn nhiều phát súng về phía cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đang chơi golf tại thành phố West Palm Beach, bang Florida. Sau đó, ông Trump cho biết bản thân vẫn an toàn. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI thông tin họ đang điều tra những gì có vẻ là âm mưu ám sát ông Trump. Các báo đài truyền thông lớn của Mỹ, bao gồm đài CNN, Fox News, tờ New York Times dẫn các nguồn tin quan chức không nêu tên đưa tin nghi phạm là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đến từ Hawaii. Đáng chú ý, 3 tài khoản mạng xã hội có tên Routh cho thấy ông ta là người ủng hộ nhiệt thành Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng từng nói với New York Times về việc đã đến và ở lại Ukraine trong vài tháng năm 2022, cũng như nỗ lực tuyển mộ những người lính Afghanistan chạy trốn để chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vạch rõ họ không liên quan tới Routh. Một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng người này không phụng sự ở đây và không có mối liên hệ nào với chính quyền. Đó là điều chắc chắn. Ông ta nhập cảnh vào Ukraine như một người không ai biết đến, chỉ là người ủng hộ như bao người khác. Quân đoàn quốc tế Ukraine gồm các tình nguyện viên nước ngoài chiến đấu cho Kiev cũng phủ nhận mọi liên hệ, nói rằng nghi phạm Routh không chiến đấu cùng họ và không liên quan tới đơn vị này. Ngoài vấn đề Ukraine, Routh thường xuyên đăng bài viết về chính trị và chỉ quyên góp cho ứng viên tổ chức thuộc Đảng Dân Chủ từ năm 2019. Nghi phạm hồi tháng 4 đăng bài chỉ trích ông Trump, trong đó tuyên bố nền dân chủ nằm trên lá phiếu và chúng ta không thể thua. Ngay sau khi bị ám sát hụt, ông Donald Trump đã đăng thông điệp trên trang web gây quỹ của mình, khẳng định ông vẫn an toàn, khỏe mạnh và không sợ hãi. Trong thư điện tử gửi các nhà tài trợ chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cũng khẳng định ông sẽ không bao giờ đầu hàng. Đây là vụ ám sát thứ hai nhằm vào ông Donald Trump chỉ trong vòng 2 tháng. Vụ việc này làm dấy lên những quan ngại về việc bảo vệ an toàn cho Tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ. Theo The New York Times, việc một tay súng vẫn có thể mang một khẩu súng trường bán tự động có ống ngắm đứng cách ông Donald Trump chỉ vài trăm mét cho thấy các vấn đề đã xảy ra ở Butler 2 tháng trước dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nó cũng cho thấy mật vụ Mỹ ngày càng đối mặt với khó khăn lớn hơn trong môi trường chính trị khó lường và có xu hướng gia tăng bạo lực. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Nga đã phát động một cuộc phản công ở tỉnh Kursk, nhưng khẳng định điều này đã nằm trong kế hoạch của Kiev. Ông Zelensky nói, Nga đã phát động một cuộc phản công, điều này đã nằm trong kế hoạch của Ukraine. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 10 khu định cư ở Kursk. Theo trang tin First Post, Nga điều động gần 30.000 binh sĩ đến vùng Kursk. Trong đó, dường như có cả các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner được trang bị và huấn luyện tốt hơn. Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cũng tuyên bố rằng đơn vị lực lượng đặc biệt Chechnya đang có mặt trong khu vực. Do vậy, không cần rút quá nhiều nguồn lực từ chiến trường Donetsk, Nga vẫn có thể gài bẫy được lực lượng Ukraine và trang thiết bị phương Tây dồn đến Kursk. Dây thòng lọng sẽ thắt chặt trong những ngày tới. Chiến lược của Nga trong cuộc xung đột là có phương pháp và có tính toán. Họ cho phép các thiết bị NATO mới mua và lực lượng Ukraine vừa được huấn luyện di chuyển vào khu vực Kursk mà không làm giảm tiến độ thực hiện cuộc tấn công Donetsk, nơi bộc lộ những điểm yếu của Ukraine. Trong khi Pokrovsk có nguy cơ thất thủ, chiến dịch đột kích của Ukraine ở Kursk cũng đứng trước viễn cảnh hụt hơi. Ở Kursk, các lực lượng Ukraine đang bị mắc kẹt cùng với các trang thiết bị phương Tây, khiến họ có nguy cơ bị bao vây. Tổn thất nhân lực và thiết bị ở Kursk có thể cản trở khả năng của Ukraine tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn trong tương lai. Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, ở Kursk, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 116 của Ukraine công bố đoạn video cho thấy cuộc tấn công chính xác bằng bom GBU-39 vào một tòa nhà ở làng Veseloye, cách biên giới Ukraine khoảng 2,5 km. Các báo cáo ban đầu cho biết, tòa nhà này là nơi tập trung của binh sĩ Nga. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine triển khai loại bom này ở tỉnh Kursk. Trước đó, vào cuối tháng 8, Tư lệnh Không quân Ukraine lúc đó, Mykola Oleshchuk, đã công bố đoạn video cho biết loại bom này đã được Ukraine sử dụng để tấn công cứ điểm của quân đội Nga. GBU-39 là một loại bom đường kính nhỏ. Theo ước tính của Mỹ, khi sử dụng bom GBU-39 từ máy bay chiến đấu, tỷ lệ thành công là 90%. Bom GBU-39 có trọng lượng 130 kg, chiều dài khoảng 1,8 m, đường kính 190 mm và tầm bay tối đa lên tới 110 km. Thiết kế cánh mở khi bay giúp bom tăng đáng kể phạm vi tấn công mục tiêu. Khi lao xuống mục tiêu từ độ cao lớn, bom có thể xuyên thủng các hầm trú ẩn bê tông nhờ đầu Wolfram. Độ chính xác của bom đạt được bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp với hệ thống quán tính và GPS. Tờ Moskovsky Komsomolets MK của Nga đưa tin ít nhất 200 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại tỉnh Kursk trong 4 ngày qua. Phần lớn trong số này đã ra hàng khi Nga giành quyền kiểm soát các khu định cư Snagos và Apanasovka. Trước đó, theo CNN, một đoạn video do các blogger quân sự đăng tải cho thấy lá cờ Nga và cờ của công ty quân sự tư nhân Wagner đã được kéo lên ở làng Snagos. MK dẫn nguồn tin từ kênh tin tức MAS cho biết, trong số các binh sĩ Ukraine đầu hàng có lính xung kích, cựu tù nhân, lính dù, đặc nhiệm và lính đến từ tiểu đoàn quốc gia. Nhiều người trong số họ được huấn luyện tại Anh, thành thạo kỹ thuật trinh sát và chiến thuật máy bay không người lái UAV. Các đoạn video ghi lại hình ảnh thẩm vấn nhóm binh sĩ này đã được công bố. Trong đó, từng người khai rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và đơn vị đóng quân. Theo Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, lực lượng Nga đang liên tiếp đạt được các bước tiến tại Kursk kể từ khi phát động chiến dịch phản công quy mô lớn từ tuần trước. Theo tướng Nga, NATO đang phối hợp với Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào Kursk. Đó là lý do tất cả các loại trang thiết bị phương Tây cung cấp cho Kiev đều đang được sử dụng ở mặt trận này. Cũng theo ghi nhận của các phóng viên Nga tại hiện trường, rất nhiều khí tài quân sự do phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bị bỏ lại trên chiến trường Kursk. Trong đó có thể kể đến xe chiến đấu bọc thép của Mỹ, xe bọc thép chở quân VAB của Pháp. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều khí tài quân sự gần như còn nguyên vẹn và hoàn toàn có thể tiếp tục được sử dụng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ khi tấn công tỉnh Kursk từ đầu tháng 8 tới nay, Ukraine mất hơn 13.800 binh sĩ, 115 xe tăng, 7 pháo HIMARS và 6 tổ hợp MLRS cùng hàng trăm thiết giáp và nhiều phương tiện chiến đấu khác. Trong động thái mới nhất, lực lượng Ukraine đã tìm cách đột phá qua biên giới vào tỉnh Kursk 6 lần theo các hướng Noviput, Veseloye và Medveji. Tuy nhiên, quân đội Nga với sự yểm trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi tất cả các nỗ lực này, khiến Ukraine thiệt hại tới 60 binh sĩ, 3 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 5 xe bọc thép chiến đấu. Theo trang tin 163 của Trung Quốc đưa tin vừa qua, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov mới đây cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh triển khai hơn 160 máy bay chiến đấu, bao gồm cả Su-24 và Su-25 tới Kursk. Bên cạnh đó, 50.000 tấn đạn dược, bao gồm cả đạn pháo và tên lửa, cũng đã sẵn sàng. Đặc biệt, 7 lực lượng bộ binh cơ giới với tổng quân số lên tới 130.000 người đã được vận chuyển bằng đường sắt đến tiền tuyến Kursk. Động thái này được cho là nhằm mục tiêu đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực. Trước đó, Mỹ đánh giá Nga cần 20 lữ đoàn, tương đương 50.000 quân để đẩy lùi Ukraine ra khỏi Kursk. Giới phân tích nhận định, Nga đang thể hiện quyết tâm giành chiến thắng, tránh lặp lại những sai lầm do chủ quan trong quá khứ. Kursk hiện là chiến trường then chốt và nóng bỏng không kém gì mặt trận Donbass. Trong khi đó, Ukraine đang khẩn cấp đưa lực lượng viện binh mới tới Kursk để tìm cách tấn công vào bên sườn của Nga. Tuy nhiên, trước sức ép lớn từ Nga, Ukraine đang phải đối mặt với nhiều lựa chọn chiến lược đầy khó khăn. Ukraine đang bổ sung thêm các loại vũ khí gây cháy ít được biết đến vào kho vũ khí của nước này trong cuộc xung đột với Nga, trong đó có cả UAV dòng lửa. Theo Defense Express, hồi đầu tháng 9, truyền thông Ukraine đăng tải các video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để rải chất nhiệt nhôm nhằm thiêu cháy nhiều mục tiêu Nga trên tiền tuyến. Việc sử dụng hợp chất nhiệt nhôm là một chiến thuật mới của Kiev, được sử dụng trên nhiều mặt trận khác nhau. Các loại UAV thường dùng để rải hợp chất gây cháy được phía Ukraine đặc biệt danh là UAV dòng lửa. Trong đoạn video đầu tiên, Lữ đoàn cơ giới số 42 đã sử dụng UAV để đốt cháy các chiến hào của Nga, được ngụy trang trong một cánh rừng gần làng Starista, vùng Kharkov. Đoạn video thứ hai ghi lại cảnh chiến dịch tập kích của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 108 tại vùng Zaporizhia. Có thể thấy số hợp chất được giải từ UAV của Ukraine đã gây ra rất nhiều vụ nổ, đốt cháy nhiều mục tiêu Nga đang ngụy trang. Đoạn video cuối cùng thuộc về Lữ đoàn cơ giới số 60. Trong một chiến dịch tập kích ban đêm ở Donetsk, Lữ đoàn này đã sử dụng UAV dòng lửa để thiêu rụi nhiều mục tiêu bên phía đối thủ. Được biết, máy bay không người lái trên mang theo một hợp chất gọi là termite. Hỗn hợp này được làm từ bột kim loại, thường là nhôm và oxit sắt hoặc rỉ sét. Termite không nổ nhưng tạo ra nhiệt ở nhiệt độ cực cao, hơn 2.200 độ C, tức 4.000 độ F, đến mức nó có thể đốt cháy và phá hủy hầu hết mọi vật liệu, quần áo, cây cối, lá cây, sắt thép, thậm chí cả xe quân sự. Nó cũng có thể cháy dưới nước. Đối với con người, vũ khí này có thể gây tử vong hoặc gây bỏng nặng, tổn thương xương. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và chấn thương tâm lý. Theo tổ chức phi chính phủ Anh, Action on Armed Violence, AOAV, việc kết hợp termite với máy bay không người lái có độ chính xác cao có thể vượt qua các biện pháp phòng thủ truyền thống. Điều này khiến những UAV dòng lửa rất hiệu quả và nguy hiểm. Máy bay không người lái dòng lửa có xu hướng bay thấp vì termite sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi tiếp xúc gần với mục tiêu. Ngoài việc gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương, vũ khí này cũng có khả năng hỗ trợ các đơn vị Ukraine thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các nhà phân tích cho biết, khi lớp lá cây bị đốt cháy, hoạt động ném bom có khả năng sẽ chính xác hơn. Một số nguồn tin cho rằng những UAV này do công ty Steel Hornets, một nhà sản xuất hệ thống vũ khí không người lái tư nhân của Ukraine phát triển. Công ty này chế tạo rất nhiều sản phẩm, trong đó có một loại vũ khí hạng nhẹ sử dụng termite có thể đốt cháy kim loại dày 4mm trong vòng chưa đầy 10 giây. Quân đội Mỹ cũng sản xuất lựu đạn termite. Mặc dù Washington là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine, nhưng chưa rõ liệu họ có cung cấp vũ khí termite cho Kiev hay không. Theo ART, vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh chính thức cho phép tăng quân số lực lượng vũ trang Nga lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân. Đây là sắc lệnh gia tăng quy mô quân đội mới nhất sau sắc lệnh tương tự vào tháng 12 năm 2023, khi Tổng thống Nga tăng số lượng thành viên trong quân đội lên hơn 2,2 triệu, bao gồm 1,3 triệu quân. Trong lệnh, ông Putin cũng chỉ thị cho chính phủ Nga phân bổ các khoản tiền cần thiết cho Bộ Quốc phòng nước này để thực hiện việc tăng quân, chính thức đưa số thành viên trong lực lượng vũ trang lên 2.389.130 người. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích, động thái này là kết quả của cuộc xung đột đang được phương Tây thực hiện chống lại Moscow, bao gồm các yếu tố tham gia gián tiếp vào hoạt động quân sự và các động thái trừng phạt về kinh tế. Ông Peskov nói, và tất nhiên, an ninh của đất nước chúng ta phải được đảm bảo. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố, việc mở rộng quy mô quân đội sẽ được thực hiện với những công dân tự nguyện muốn phục vụ theo hợp đồng. Cơ quan này cũng nói rằng, quyết định tăng quân số là do mối đe dọa từ sự mở rộng liên tục của NATO. Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh thường niên để huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự. Theo sắc lệnh này, chính phủ Nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành Liên bang Nga được chỉ đạo nhằm đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện. Trong thông báo mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát một loạt khu định cư ở tỉnh Kursk, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt với lực lượng Ukraine. Uspanovka, một trong số các khu định cư vừa được Nga giành lại, nằm cách thị trấn Sudzha 24 km về phía tây, trung tâm của cuộc đột kích của Kiev. Khu định cư còn lại, Boki, cách Sudzha 14 km về phía đông nam. Bộ Quốc phòng Nga cũng liệt kê 7 ngôi làng khác mà lực lượng Moscow đã giành lại. Gần đó, các đơn vị Ukraine được cho là đã bị đánh bại trong 24 giờ qua, bao gồm một ngôi làng chỉ cách Sudzha 11 km về phía nam. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các trực thăng quân sự K-52M của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine tại một quận biên giới ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi hạ gục các binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine, các trực thăng đã trở về căn cứ an toàn. Theo tướng Nga, NATO đang phối hợp với Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào Kursk. Đó là lý do tất cả các loại trang thiết bị phương Tây cung cấp cho Kiev đều đang được sử dụng ở mặt trận này. AFP đưa tin, giới chức thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine cho hay quân đội Nga đã tấn công vào thành phố, khiến một người thiệt mạng. Các quan chức nêu thêm, Moscow cũng đã pháo kích vào tòa nhà gần trạm xăng ở thành phố, song không cung cấp chi tiết thiệt hại. Theo chính quyền địa phương, Nga đã tiến về Pokrovsk trong nhiều tháng, hiện chỉ cách vùng ngoại ô phía đông thành phố 10 km. Thành phố này nằm trên giao lộ của các tuyến đường sắt và đường bộ quan trọng nhằm chi viện cho quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông. Pokrovsk từ lâu đã là mục tiêu của quân đội Moscow và các nhà quan sát nhận định nếu kiểm soát được thành phố này, quân đội Nga sẽ tạo được ưu thế lớn ở miền đông Ukraine. Trong tuần qua, Ukraine đã điều thêm binh sĩ để bảo vệ các tuyến sung yếu quanh Pokrovsk. Nga cũng thay đổi chiến thuật. Thay vì tiến hành một cuộc tấn công trực diện vào thành phố, Moscow đã thực hiện các cuộc tấn công về phía nam để mở rộng mặt trận và đe dọa bao vây quân đội Ukraine giữa Pokrovsk và thị trấn Kurakhov. Chiến thuật này giúp Moscow hình thành một vạc dầu để dồn ép đối phương vào bên trong. Theo giới phân tích, nỗ lực của Nga nhằm tiến công về phía Pokrovsk là nỗ lực thành công nhất tại Donbass vào mùa hè này. Ở những nơi khác, Nga đã tấn công dọc theo hầu hết các tuyến đầu phía đông, nhưng sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, họ chỉ đạt được những thành quả khiêm tốn. Chẳng hạn Moscow chỉ tiến được chưa đầy 5 km dù tiến hành cuộc tấn công về phía thị trấn Chechnya trong khoảng một năm. Ông Serhiy Dobryak, người đứng đầu chính quyền thành phố Pokrovsk, cho biết Nga không chỉ tập kích các vị trí của Ukraine trong thành phố bằng tên lửa đạn đạo và bệ phóng đa nòng mà còn sử dụng cả bom dẫn đường, thậm chí là pháo binh. Thành phố cũng nằm trong tầm bắn của những loại vũ khí này. Bên ngoài thành phố, Ukraine đang nỗ lực đào những chiến hào mới trên các cánh đồng. Ở diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng không quân đã bắn rơi 2 tiêm kích Su-27 của Ukraine trong 24 giờ, dù không đề cập vị trí bắn hạ. Ngoài ra, Moscow còn nói đã bắn hạ một tiêm kích MiG-29, 55 UAV và đánh chặn một rocket HIMARS từ Ukraine. Kể từ khi xảy ra xung đột, Ukraine đã tích cực triển khai Su-27 cũng như MiG-29 để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga. Theo thống kê từ Forbes, Ukraine có khoảng 125 máy bay chiến đấu, bao gồm Su-27, Su-25, MiG-29. Khoảng 90 chiếc trong số này đã bị Nga phá hủy. Ukraine đã đề nghị Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC đến xác minh tình hình tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Kursk của Nga. Cụ thể, theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha thông báo trên mạng xã hội: "Tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Ukraine chính thức mời Liên Hợp Quốc và ICRC tham gia các nỗ lực nhân đạo ở vùng Kursk. Ukraine sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ và chứng minh sự tuân thủ luật nhân đạo quốc tế của chúng tôi." Ông Sybiha nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu tiên của chiến dịch Kursk, lực lượng phòng vệ Ukraine với tư cách là một đội quân châu Âu văn minh đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả động thái của Ukraine là hành động thách thức thuần túy. "Chúng tôi hy vọng Liên Hợp Quốc và ICRC sẽ đánh giá đúng mức đối với những tuyên bố như vậy." Thông báo của Kiev được đưa ra khi Chủ tịch ICRC Mirjana Sponzaric đến Nga nhằm thảo luận về hàng loạt vấn đề. Vài ngày sau vụ pháo kích khiến 3 nhân viên Ukraine của ICRC thiệt mạng ở khu vực miền đông Ukraine. Ukraine đầu tháng 8 mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk, miền Tây Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng mục tiêu chính là ngăn Nga sử dụng tỉnh Kursk làm bàn đạp để phát động những cuộc tấn công mới, tạo vùng đệm an ninh, bắt tù binh, nâng cao sĩ khí của binh sĩ Ukraine và phân tán lực lượng Nga ở các mặt trận khác. Quay trở lại với tình hình ở Kursk, hiện lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tấn công dữ dội. Ban đầu, Nga phòng thủ khá mỏng tại Kursk. Điều này đã giúp Ukraine nhanh chóng bứt tốc trong chiến dịch đột kích. Nhưng sau đó, Nga bắt đầu điều động thêm binh sĩ và thiết bị vào khu vực này. Các đơn vị này bao gồm Trung đoàn tấn công đường không số 56 ở phía Tây, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 810 ở phía Bắc, Lữ đoàn tấn công độc lập số 11 ở phía Đông, Trung đoàn súng trường cơ giới số 488 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 ở phía Đông Nam, theo Deep State. Nga cũng tăng cường các cuộc không kích. Giao tranh trở nên ác liệt hơn và hoạt động của Nga đã chuyển thành một cuộc phản công toàn diện. Quân đội Ukraine cho biết, các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới phía nam tỉnh Kursk đang trở nên ác liệt hơn. Sự kháng cự và đà phản công của Nga đang làm chậm kế hoạch phản công của Ukraine. Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ không quân quan trọng của Nga vừa qua cho thấy nước này đang phủ lớp lốp ô tô lên các máy bay ném bom chiến lược nhằm đánh lừa tên lửa Ukraine. Một chuyên gia công nghệ quân sự cấp cao của Mỹ đã xác nhận rằng việc Nga đặt lốp xe lên máy bay ném bom và các máy bay khác là nhằm gây nhầm lẫn cho các thiết bị tìm kiếm với khả năng khớp hình ảnh trên các loại đạn dược đang bay tới. Không rõ liệu biện pháp này có hiệu quả hay không, nhưng nó trùng hợp với thông báo của Ukraine rằng họ đã sửa đổi tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune để tấn công các mục tiêu trên đất liền. Theo The Drive, lớp phủ bằng lốp ô tô có thể nhằm mục đích phá vỡ tín hiệu hồng ngoại của máy bay vốn được tên lửa hành trình sử dụng để nhận dạng mục tiêu. Điều này diễn ra sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze tầm xa của Ukraine vào căn cứ này, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 300 dặm. Hình ảnh về các loại máy bay khác của Nga được phủ lốp xe sau đó đã xuất hiện. Được biết, lần đầu tiên người ta thấy Nga sử dụng lốp xe để giúp bảo vệ máy bay ném bom Tu-95 và Tu-160 tại căn cứ không quân Engels 2 khỏi bị tấn công là vào mùa thu năm 2023. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một nỗ lực của Nga để không chỉ gia tăng việc bảo vệ cho máy bay chiến đấu trước UAV của Ukraine, mà còn giảm nguy cơ bị phát hiện, đặc biệt là vào ban đêm. Dù vậy, theo ông Francisco Sierra Martins thuộc công ty sản xuất UAV One Way Aerospace, nỗ lực tạm thời này chỉ có hiệu quả hạn chế trong việc làm giảm tổn thất bởi các camera hồng ngoại vẫn có thể quan sát chúng. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng mồi nhử và chiến thuật đánh lừa trong suốt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2 năm 2022 đến nay. Hồi đầu năm, hình ảnh vệ tinh cũng từng cho thấy dường như Nga đã vẽ máy bay chiến đấu giả tại một trong các căn cứ không quân của nước này. Thời điểm đó, theo hình ảnh vệ tinh, có 2 máy bay chiến đấu phủ màu trắng, không giống màu xanh và xám của các máy bay khác, trong khi chiếc thứ 3 có màu sơn giống máy bay thật ở căn cứ. Điểm chung của cả 3 chiếc máy bay đáng nghi này là đều không có bóng đổ. Bên cạnh 3 chiếc máy bay này là đường viền trắng của một chiếc máy bay chiến đấu chưa được vẽ xong. Mặt đường màu xám hiện rõ ở giữa thiết kế. Bằng cách vẽ các máy bay chiến đấu giả, Nga đã cố gắng che giấu số lượng máy bay có mặt tại một căn cứ quân sự. Tờ Politico viết, Mỹ lo ngại rằng Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột vào mùa đông này. Tài liệu cũng cho biết, nguy cơ Ukraine thua trong cuộc chiến vào mùa đông này đã khiến Washington và London xem xét lại cách Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp. Ở Kiev, họ hy vọng rằng viễn cảnh về sự sụp đổ của hệ thống năng lượng Ukraine cuối cùng sẽ lấn át nỗi lo sợ của người Mỹ, bài báo chỉ ra. Politico lưu ý, tuy nhiên, Mỹ chưa sẵn sàng cho phép lực lượng vũ trang Ukraine bắn tên lửa vào Nga, nhưng có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng Storm Shadow của Anh cho những mục đích này. Trước đó, Reuters cho biết Mỹ và Anh đang thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Các quan chức Mỹ lưu ý rằng Ukraine đã có khả năng tấn công các mục tiêu ở Nga bằng máy bay không người lái. Các tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp sẽ tăng cường khả năng này, nhưng chúng quá đắt đỏ và số lượng hạn chế. Kiev nên tập trung vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sẽ không khác gì sự tham gia trực tiếp của NATO, Mỹ và các nước châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Putin nói rằng NATO đang thảo luận không chỉ về khả năng sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây cho lực lượng vũ trang Ukraine, mà còn trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Tất nhiên, sự tham gia của họ sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Nga sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên những mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt. Trả lời phỏng vấn kênh YouTube Dialogueworks, nhà báo Brazil PP Escobar cho rằng quyết định cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã được đưa ra, nhưng Mỹ cũng rất lo ngại trước phản ứng của Moscow. Chuyên gia chia sẻ quan điểm của mình. Quyết định tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga đã được đưa ra. Tuy nhiên, người Mỹ rất thận trọng và sợ chết khiếp về phản ứng của Nga. Theo ông, tình huống này gợi nhớ nhiều hơn đến một màn trình diễn chính trị với sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo các nước phương Tây đang cố gắng xác định phản ứng và tâm trạng trong xã hội. Quân đội Ukraine đang kéo dài thời gian huấn luyện tân binh sau khi binh sĩ nước này không được huấn luyện tốt để chiến đấu. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói, chúng tôi đang nỗ lực tăng thời lượng huấn luyện quân sự chung cơ bản. Dự án liên quan được khởi động vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Theo hãng tin Ukrainska Pravda của Ukraine, thời gian đào tạo dành cho tân binh là 3 tháng, bao gồm 1 tháng huấn luyện quân sự cơ bản và 2 tháng đào tạo chuyên sâu. Tuy nhiên, thời gian thực hiện chương trình đào tạo mới chưa được tiết lộ cụ thể. Tin tức về thời gian huấn luyện kéo dài công bố sau nhiều tháng binh sĩ Ukraine không được huấn luyện đầy đủ để ra tiền tuyến. Tân binh Ukraine phải vật lộn để chiến đấu trên thực địa, trong đó một số thậm chí đã bỏ vị trí của mình. Một chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 47 nói với AP rằng một số người không muốn nổ súng, họ nhìn thấy đối phương ở vị trí bắn trong chiến hào nhưng không nổ súng. Đó là lý do tại sao quân đội chúng tôi thiệt mạng. Tờ Washington Post thông tin, chỉ huy Ukraine thường dành thời gian để huấn luyện tân binh những kỹ năng cơ bản như cách bắn súng. Một phó chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93 được biết đến với mật danh Smith cho rằng những binh sĩ được chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến thiếu kỹ năng chiến đấu. Smith cho hay, chúng tôi có những chàng trai thậm chí còn không biết cách tháo rời và lắp ráp súng. Ông Smith thông tin thêm, trong trường hợp có đột phá ở thành phố Chechnya và những tân binh bị buộc phải ra tiền tuyến. Nhiều báo cáo cũng chỉ ra những tân binh thiếu kinh nghiệm sẽ được triển khai để thay thế những binh sĩ có kinh nghiệm tử trận, bị thương hoặc cảm thấy ngày càng kiệt sức vì cuộc xung đột hiện đã kéo dài sang năm thứ 3. Theo tờ Kiev Independent, binh sĩ Ukraine lo ngại quân đội không còn đủ quân số được huấn luyện để tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó, một binh sĩ bộ binh từng phục vụ trong Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 93 tiết lộ chỉ còn 4 trong số 110 người ban đầu phục vụ trong đơn vị của Anh vào tháng 6 năm 2022 vẫn tiếp tục chiến đấu. Được biết, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cuối tháng 8 cho hay EU muốn huấn luyện khoảng 75.000 binh sĩ Ukraine trong năm nay. Con số này cao hơn mục tiêu trước đó của EU là huấn luyện cho 60.000 binh sĩ quốc gia Đông Âu này trong năm 2024. Theo truyền thông quốc tế, quan chức EU này cũng cho biết quá trình đào tạo sẽ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Ukraine, đồng thời một trung tâm điều phối quy mô nhỏ có thể được thành lập tại Kiev. Phát biểu với báo giới, sau hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU ở Bruxelles, ông Borrell nhấn mạnh việc huấn luyện phải được rút ngắn và điều chỉnh theo nhu cầu của Ukraine. EU đã nâng mức cam kết của mình trong việc hỗ trợ đào tạo binh sĩ Ukraine trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, việc đào tạo tại chỗ cho binh sĩ Ukraine hiện vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Vừa qua, hãng tin Sputnik đã dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Chính sách Thông tin của Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga Alexei Pushkov cho rằng trong vấn đề cho phép Ukraine dùng tên lửa phương Tây đánh vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không nên nghe ông Zelensky mà hãy lưu ý xem cuộc phiêu lưu này sẽ dẫn họ đến đâu. Ông Pushkov cũng cho rằng Tổng thống Ukraine đang mưu toan lôi kéo NATO vào xung đột toàn diện với Nga. Quan chức trên cảnh báo ý định đó không khiến Moscow thất bại, không làm thay đổi cán cân lực lượng và tình thế để có lợi cho Kiev, mà có nguy cơ lôi kéo phương Tây vào một cuộc xung đột mà họ không muốn trực tiếp tham gia. Thời gian gần đây, Nga đã liên tục đưa ra những cảnh báo với NATO và các nước phương Tây về việc can dự vào xung đột, điển hình như bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Hương Sơn lần thứ 11 diễn ra tại Bắc Kinh của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin. Ông Fomin đã nhắc lại lập trường của Moscow rằng những hành động thù địch này là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng chống lại Moscow. các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lên kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine, tìm cách buộc Nga phải chấp nhận yêu cầu của Kiev thông qua đàm phán. Đây là trò chơi nguy hiểm, có thể dẫn đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa các quốc gia hạt nhân. Trước tuyên bố của Nga, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski cho rằng phương Tây không nên quá lo lắng về các mối đe dọa của Moscow liên quan đến vũ khí hạt nhân khi xem xét quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Sikorski nhấn mạnh, theo quan điểm của luật pháp quốc tế, các sân bay quân sự Nga, nơi các máy bay mang tên lửa tấn công vào Ukraine cất cánh, có thể được coi là mục tiêu hợp pháp của Kiev, ngay cả khi chúng ở sâu trong hậu phương. Nhà ngoại giao Ba Lan không hiểu được vì sao phương Tây chần chừ trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào sâu bên trong Nga. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Kiev lập luận rằng họ cần những vũ khí đó để tấn công các địa điểm quân sự có máy bay chiến đấu mà Nga sử dụng để phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn chưa chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu rộng vào lãnh thổ Nga vì lo ngại căng thẳng leo thang với Moscow. Theo tờ báo Bild của Đức, hàng trăm hình ảnh về trang thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy và bắt làm chiến lợi phẩm đã xuất hiện trên Internet. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả mọi điều khi chiến dịch lớn của Nga ở vùng Kursk chỉ mới bắt đầu. Ấn phẩm Đức gọi đây là một cuộc trả đũa khắc nghiệt trong bối cảnh các nhà hoạt động Ukraine và phóng viên phương Tây đang đưa tin về các vụ đánh bom chưa từng có nhằm vào các thành phố và làng mạc ở khu vực Sumy lân cận. Hậu phương của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang được triển khai để tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Bài viết cho biết, Liên bang Nga cũng tiếp tục chuyển ngày càng nhiều quân tiếp viện tới Kursk. Máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong khu vực. Theo ấn phẩm, binh sĩ đang được rút về từ những vùng xa xôi như Kaliningrad, Murmansk và Grozny, chứ không phải từ khu vực Donbass hay Kherson, Zaporizhia như Kiev kỳ vọng. Điều này cho thấy là chiến sự ở cả Kursk và Donbass sẽ kết thúc với kịch bản rất xấu đối với lực lượng vũ trang Ukraine, mà bước ngoặt thực sự sẽ đến từ hai thất bại nghiêm trọng của Kiev. Đó là cuộc phản công bất thành ở Zaporizhia hồi tháng 6 năm 2023 và chiến dịch tấn công từ vùng Sumy sang lãnh thổ Nga hiện nay. Khi xung đột Nga-Ukraine ngày càng ác liệt, những cơn mưa mùa thu ở Donetsk đang đến, lực lượng Kiev ở khu vực phía nam Donetsk sẽ gặp khó khăn và có thể gây ra sự sụp đổ trên diện rộng nếu quân đội Nga kiểm soát Kurakhovo, vị trí là trung tâm hậu cần phía nam. Nhìn chung, kể từ khi lực lượng vũ trang Ukraine AFU tiến hành hoạt động xuyên biên giới, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể ở Donbass. Nếu Nga có thể kiểm soát được khu vực phía đông Pokrovsk, Avdiivka trước tháng 11 năm nay, thì họ sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc cho cuộc chiến trong năm tới. Đồng thời, tình hình trên chiến trường Donetsk dự kiến sẽ tiếp tục phát triển theo hướng thuận lợi cho Moscow. Các mục tiêu trong kế hoạch quân sự của cụm quân trung tâm của Nga ở Donetsk cũng sẽ dần đạt được. Hiện nay, Ukraine đã huy động toàn bộ lực lượng dự bị sang vùng Kursk. Một số nguồn tin ước tính đã có từ 10.000 đến 15.000 binh sĩ Ukraine tiến sang lãnh thổ Nga. Nếu nhóm quân này bị Nga bao vây và tiêu diệt, Kiev sẽ không còn gì trong tay để ứng cứu cho bất cứ mặt trận nào và số phận của các thành phố chiến lược ở Donetsk như Chechnya, Slavyansk, Kramatorsk hoặc các thành phố thủ phủ vùng phía nam như Kherson, Zaporizhia cũng đã được định đoạt. Hơn nữa, quân đội Nga nếu sau khi phản công thắng lợi ở Kursk còn có thể đánh thẳng sang kiểm soát vùng Sumy, bao vây Kharkov từ phía bắc, uy hiếp Chernihiv từ phía nam và Kiev từ phía đông, tái lập kịch bản chiến sự như hồi tháng 2 năm 2022 khi Nga bắt đầu mở kế hoạch quân sự. Do đó, có thể nói rằng trận phản công của lực lượng vũ trang Nga ở Kursk hiện nay có ý nghĩa không khác gì chiến dịch phòng ngự, phản công ở vòng cung Kursk lịch sử của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai.